Vâng, thưa quý vị, cách đây không lâu thì chúng tôi cũng đã thông tin đến sự việc vụ bắt cóc và tống tiền chị Nguyễn Thị Phơ ở Quảng Bình. Và ngày hôm nay thì Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an thành phố Đồng Hới Quảng Bình để điều tra vụ việc này. Và sự việc xảy ra tại huyện Nhân Trạch Đồng Nai gây xôn xao dư luận. Và đáng chú ý là người phụ nữ bị bắt cóc là vợ của đại gia từng gây xôn xao về việc chở 3 cây quái thú đi từ Nam ra Bắc. Trước đó, vào ngày 27 tháng 4, ông Nguyễn Hải Sơn trình báo với Công an thành phố Đồng Hới Quảng Bình về việc vợ ông bị bắt cóc và tống tiền 10 tỷ đồng. Sau đó 10 ngày, thì chị B được phát hiện tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Trên người chị B có nhiều vết thương và chân bị trói, tinh thần hoảng loạn. Hiện tại thì chị B, vợ của ông Nguyễn Hải Sơn đã an toàn trở về nhà và vẫn đang được hồi phục sức khỏe trong bệnh viện. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra manh mối của nhóm bắt cóc này. Chị Nguyễn Thị B, người bị bắt cóc được xác minh, chính là vợ của ông Nguyễn Hải Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hải Sơn, trụ sở ở xã Lộc Ninh, Quảng Bình. Ông Sơn là chủ một doanh nghiệp vận tải có tiếng ở khu vực miền Trung. Cách đây chưa lâu, 3 xe đầu kéo của công ty Hải Sơn bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 81,7 triệu đồng vì vi phạm luật giao thông đường bộ khi chở 3 cây siêu khủng, dư luận còn gọi là cây quái thú, lọt qua nhiều trạm kiểm soát từ Nam ra Bắc.